Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của đoàn đại biểu quân sự cấp cao Indonesia, chiều nay tại Phủ Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia, Ngài Prabowo Subianto và các thành viên của đoàn. Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng dự buổi tiếp. Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với Indonesia và có niềm tin sâu sắc để thúc đẩy mở rộng hơn nữa mối quan hệ này, không chỉ về chính trị, quốc phòng an ninh mà còn trong các lĩnh vực khác. Chủ tịch nước nhấn mạnh, chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia sẽ góp phần đẩy mạnh quan hệ đối tác chiến lược và tăng cường xây dựng lòng tin vì hòa bình, thịnh vượng và phát triển của mỗi nước, của khu vực và trên thế giới. Việt Nam đánh giá cao đóng góp và vai trò trung tâm của Indonesia trong xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết cũng như giải quyết các vấn đề của khu vực. Việt Nam ủng hộ Indonesia đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2023. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả hội đàm trước đó giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước và vui mừng nhận thấy quan hệ quốc phòng song phương tiếp tục phát triển. Chủ tịch nước đề nghị Bộ Quốc phòng hai bên cần hợp tác chặt chẽ hơn nữa để giải quyết các vấn đề trên biển, tạo cơ chế thông tin thường xuyên, kịp thời, hiệu quả. Bộ trưởng Prabowo Subianto gửi lời chào trân trọng của Tổng thống Indonesia Joko Widodo tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công lễ khai mạc SEA Games 31 tối qua. Nhất trí với đề nghị của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, sau chuyến thăm này, Indonesia sẽ tăng cường hợp tác với các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển của Việt Nam. Indonesia mong muốn học hỏi nhiều hơn những kinh nghiệm của Việt Nam về phát triển nghề cá và nông nghiệp. Bộ Quốc phòng Indonesia cũng sẵn sàng hợp tác với Bộ Quốc phòng Việt Nam về đào tạo trong lĩnh vực khoa học công nghệ và quân y.